À, chào các bạn, mình là Phúc từ phproso.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về một cái reset mới của mình, mô phỏng lại một cái hiệu ứng mà hầu như ai chúng ta đã từng sử dụng máy phim hoặc là từng sử dụng, từng chụp hình, từng nhìn thấy máy phim, và chúng ta đều muốn làm một công việc chúng ta blend được cái màu phim. Thì tất nhiên cái vấn đề blend màu phim thì nó vô vàn màu luôn. Thì mình đã tạo ra một cái bộ reset màu phim cao cấp để mà hỗ trợ các bạn cái vấn đề blend màu đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, review cho các bạn về cái bộ phim reset đấy, đi tổng quan về nguyên bộ reset ha, và chúng ta làm sao nó tạo được cái hiệu ứng nó có kết quả giống như là chúng ta sử dụng máy phim để chúng ta chụp hình. Ok, như các bạn đã biết rồi thì với cái chất màu phim á, thì thực tế rất là nhiều người ta kiểu mới khi mà các bạn đã có trải nghiệm về chỉnh màu rồi á, thì hầu như ai cũng muốn làm được cái màu đó cả. Và một thực tế là khi mà các bạn sử dụng những cái preset của Tây á, tạm mình dẹp đây nha, mình để đâu đây, để đây. Khi mình dùng preset của Tây á thì có một cái vấn đề là mình không hiểu tại sao, nhưng mà cái có nhiều cái yếu tố mà nó làm cho cái preset của nước ngoài người ta làm á, mình mua về nhưng mà thực tế mình áp dụng cho hình của mình nó sẽ không ok, nó không phù hợp và mình phải chỉnh lại rất là nhiều. Thì có vẻ như ở trong đối với reset thì có vẻ như là đúng là người Việt dài hàng Việt thật, tại vì tất cả cái reset mà mình làm ở trong bộ phim reset này á, là mình sử dụng toàn bộ stock mà của các bạn share ở trên những cái group lớn về nhiếp ảnh, cũng như là những cái bạn người ta gửi về inbox cho mình, thì mình sử dụng những cái stock đó để mà mình tạo ra cái bộ phim reset này. Để mình đảm bảo từng cái reset như vậy á, mình đi qua mình làm bất kỳ một cái reset nào mình phải áp dụng cho toàn bộ cái chuỗi đó, làm sao cho nó phù hợp nhất. Mình chỉnh đi chỉnh chỉnh tới khi nào cho nó phù hợp nhất để mà khi các bạn sử dụng cho hình của mình nhé, các bạn không cần phải chỉnh quá là nhiều. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lướt qua sơ qua 15 reset ở trong cái bộ phim reset cao cấp này ha. Rồi, đầu tiên là về những cái stock. Stock ở đây mình rất là đa dạng mà mình tìm rất là nhiều người, có thể là từ Kiên KK, từ những bạn là trên Top Blend and Retouch, đó kiểu thế, rất là nhiều bạn. Như stock này là của gì nhỉ, Đỗ Xuân Bút. Đỗ Xuân Bút nghe cũng có tiếng đúng không, lên TV mấy lần rồi. Ok, thì bây giờ mình đi lướt sơ qua từ 1 tới 15 ha, 15 cái bộ reset phim ở trong đây. Rồi, tức là màu số, ok, đây là stock của chúng ta, của anh Bút ha. Thì màu phim số 1, thì tổng quan với tất cả cái này các bạn thể để ý là cái màu của mình chỉnh cực kỳ nhẹ nhàng nhưng mà nó đủ gây ảnh hưởng cho các bạn cảm giác được cái sự khác biệt. Đây mình sẽ before này, after, before, after, before, after. Với cái cách thức mà mình làm nhẹ nhàng như vậy á, các bạn thể sử dụng rất là dễ dàng cho hình của mình. Và đây mình trước khi mình sơ qua những cái preset thì mình có thể, các bạn có thể để ý là đây mình có ba cái mức độ noise cũng như là mức độ noise level 0, mình có mở ngoặc ra là màu trong. Thì có nghĩa là gì, ở trong những cái preset này hầu như tất cả là mình đều có add cái grain sẵn, cái noise sẵn để mà mình tạo ra cái cảm giác là màu phim á, tại vì đó là hiệu ứng của phim mà. Nhưng mà cái mà mình cảm thấy đây là nhiều người sử dụng những cái hình mà người ta làm ảnh cưới chẳng hạn vậy, thì người ta sẽ cần cái màu trong hơn, không có noise để người ta in ra nhìn nó đẹp. Cho nên là mình làm cái màu noise level 0 này là màu trong này, các bạn click một phát thì nó sẽ khử hoàn toàn noise đi và chúng ta chỉ còn duy nhất là hiệu ứng màu trở lại thôi, không có effect. Thì ở đây các bạn sẽ có một cái độ trong và làm cho hình của chúng ta nó hiện đại hơn với cái chất màu cổ điển. Nghe lạ không? Mình không biết là mình phải qua bao nhiêu khóa học mà kiểu như là về quảng cáo mình mới chém gió kiểu đấy được. Ok, về phim, màu phim số 1 đó là một cái màu thay đổi cực kỳ nhẹ nhàng và cổ điển. Các bạn thể để ý mình tập trung chủ yếu chỉnh về phần màu xanh lá cây cũng như là màu trắng và màu hiệu ứng fade từ cái vùng tối. Thì ở đây những cái bộ reset này nó rất là phù hợp cho hầu hết trường hợp. Ví dụ như là cái màu này dùng cho ảnh chân dung vẫn ok, tại vì ảnh chân dung màu da của mình làm ảnh hưởng rất là ít. Rồi tiếp theo màu số 2 mình hơi thiên về màu lạnh chút xíu. Cái này các bạn hay gặp ở bên phim gì nhỉ, cái phim gì mà nó đối nghịch với Fuji ấy,
Fuji thì nó ra màu ấm, Fuji thì ra màu ấm, nhưng mà có một cái cuộn phim gì cơ mà nó ra màu lạnh nhưng mình quên mất tiêu rồi, tại vì mấy cái hệ phim này mình không có follow theo một cái hệ phim nào cả. À, rồi ok, nó hơi thiên về phần màu lạnh. Thì đây để các bạn xử lý được ha, thì mình hướng dẫn các bạn một cái cách chỉnh mà các bạn không cần phải chỉnh gì cả, đó là ở trong cái phần quay ba lăng các bạn chọn cái phần S-Shot thì các bạn chỉnh sang Auto giúp mình một phát thôi. Sau đó các bạn tăng chỉnh sáng là được rồi, Exposure các bạn tăng sáng lên chút xíu là được rồi. Thì chúng ta sẽ có hiệu ứng kiểu như này. Nó từ tông nóng, hình góc là hơi nóng chút xíu, và nó cũng hơi cân bằng đó, hơi cân bằng chút xíu, và nó chuyển sang một cái tông lạnh khá là ok. Màu số 3, màu số 3 này là hơi bị tông nóng nè, hơi tông nóng và độ contrast khá là cao. Có thể chỉnh sang phần auto, các bạn sẽ thấy là có vẻ như là hình gốc này khi mà chỉnh auto á, ở hình gốc á, nó sẽ đẩy sang lạnh khá là nhiều, cho nên là mình sẽ để S-Shot luôn. Như đây mình đang cảm thấy để cái phần contrast màu số 3 này contrast khá là mạnh và nó cho cảm xúc nó mạnh hơn so với lại cái màu số 1. Kể cả là về màu sắc thì mình cũng không có bị lược mất cái màu xanh lá cây nhiều như là màu số 1. Rồi, màu số 4 thì nó thiên hoàn nó hơi lờ lợ, nó màu kiểu lờ lợ. Mình sẽ thử để cho nó sang màu này. Ok. Khi mình để auto của cái quay ba lăng thì chúng ta có được một cái chất màu rất là cổ điển, đặc biệt là phần màu xanh cyan á, nó chuyển sang thiên về màu xanh cyan cùng với lại cái màu nhạt của cái phần lá cây ấy, nó làm cho hình của ta nó đều hơn, nó nhẹ hơn. Ví dụ như là màu này thì mình cảm thấy để cái màu trong là nhìn khá là ok này. Đó. Ok, mình có thể qua một cái màu khác đi. Vừa nãy là màu số 4 rồi đúng không? Tiếp theo là màu số 5 này. Màu số 5 em lên em đây. Đây là màu số 5 của ông ta, rất là đơn giản và màu cái màu da nó tôn lên, nó sáng hơn rất là ok. Thì đối với màu này mình cảm thấy là đối với đặc biệt với hình này ha, có thể là mình sẽ giảm clarity đi chút để cho nó hơi low lên một chút xíu, nó hơi tỏa sáng ra là kiểu thế, ít thôi ít thôi chứ phải nhiều quá nó bệt hết đó. Nhìn nó rất là nhẹ nhàng đúng không? Đây là trước này, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Đây là màu số 5. Màu số 6 thì nó thiên về màu tím khá là nhiều, mình sẽ tìm thử một cái stock khác. Đây, hình cưới đi ha. Thử hình cưới màu số 6. Ồ. Đó, màu số 6 là màu trong, khá là trong, contrast tương đối mạnh và nó đặc biệt ở vấn đề là màu nó rất là mát. Mình cảm giác cái màu này nó khá là mát, mình sẽ thử chuyển sang auto thì coi auto của hình này, tại vì nhiều nhiều biển, nhiều màu bầu trời và cho nên là Lightroom nó tưởng là hình này nó bị lạnh cho nên là auto kiểu đấy. Nhưng mà sao ở đây mình cảm thấy để phần màu trong là mình sẽ thấy ok này. Đây là trước này, đây là sau, trước sau, trước sau. Có để ý cái phần màu xanh này cũng bị thay đổi tương đối nhiều và chúng ta sẽ kiểm tra phần da này. Đó, phần da nó chỉ hơi nóng lên chút xíu và nó rất là rực lên. Đó, và làm cho cái hình của ta nó trong lên rất là nhiều. Màu đây là màu số mấy nha? Màu số 6 đúng không? Mình sẽ thử màu số 6 của một hình khác coi sao. Đây cũng có thể coi là hình cưới hoặc là hình đấy. Đó, nó khá là trong này. Đó, đây là trước này. Rồi, là trước này. Trước, sau, trước, sau. Đây có vẻ không phải là trước lắm, không biết bị lỗi gì hay không. Mình sẽ thử lại phần màu số 6 coi sao. Đó, đây là màu số 6 này. Đúng, đúng thật là nó rất là mát. Nó rất là mát, nhẹ nhàng và nó tôn màu da. Ok, chúng ta tiếp tục sang phần số 7 thì phần này nó thiên về màu nóng, nó hoàn toàn là màu nóng và nó giữ nguyên cái màu xanh lá cây để cho chúng ta cảm thấy nó hơi nó thiên hướng về tự nhiên chút xíu, nó hơi thiên nhiên chút xíu nhưng mà nó khá là trầm. Đối với cái dạng màu này nha, dạng màu này mình khuyên các bạn có thể sử dụng những cái hình mà chúng ta có cái độ contrast nó cao á và có highlight shadow nhiều chút xíu. Ví dụ như là màu số 7 đi. Tức là ở đây ý mình là gì? Các bạn có thể làm cho hình của nó hơi tối đi chút xíu và nó chỉ nổi bật phần highlight lên thôi. Phần highlight và phần shadow lên và nó sẽ làm cho hình của chúng ta trở nên rất là có cái độ cân bằng, nhưng mà cân bằng ở đây không phải về màu sắc mà là cân bằng về ánh sáng á, nó làm chủ thể của ta nó nổi bật hơn và cái gam màu này nó cũng ấn tượng hơn á. Gam màu này khá là ấn tượng, tuy nhiên nó có thể hơi khó nhai với lại đối tượng cái nhóm đối tượng, ví dụ như là hơi lớn tuổi chút xíu, hơi lớn tuổi người ta nhìn vô cái màu này có vẻ người ta sẽ không thích tại vì nó nóng kiểu thế. Nhưng mà đối riêng với mình đi thì mình thích cái sự nóng đó tại vì nó có cái nhiệt trong đó và nó cân bằng khá là ok. Đối với mình thì nó ok. Rồi, ok, mình sẽ tiếp tục sang một cái màu khác ha.
Hồi nãy là màu số 7 rồi, chúng ta tiếp tục sang màu số 8. Mình thử sang màu số 8. Màu này khá là cổ điển và nó đậm chất cũ luôn. Đậm chất cũ luôn và nó kéo cái màu da xuống tương đối. Thì đây mình sẽ khử nó về màu trong. Và có thể là mình sẽ tăng sáng chút xíu nhẹ nhàng. Và chúng ta sẽ có một cái màu khá là sang kiểu như thế này. Màu xanh lá cây được dìm xuống và những cái khác nó được tô lên, đặc biệt là phần màu vàng của da nó nổi bật lên và nó làm cho hình chúng ta rất là ok. Đó, ok, đó là màu số 8 đúng không? Màu số 9. Màu số 9. À đây phải màu số 9 không? Đó là màu số 8. Ok, đây là màu số 9. Màu số 9 thì cái phần màu xanh lá cây nó không có bị thẫm như hồi nãy mà nó hơi chuyển với tông vàng và nó làm cho chúng ta giống kiểu như là cái màu tương đồng ấy. Nếu các bạn đã học blend màu rồi các bạn sẽ biết là cái bộ màu tương đồng nó là như thế nào. Đó, mình có thể để sang màu trong cho các bạn dễ hình dung. Cái phần này đơn giản mình có thể là chuyển qua auto đi và chúng ta sẽ có hình kiểu như này. Mình có thể sử dụng cái phần mà màu này cho một cái hình khác chẳng hạn vậy. Mình sẽ thử hình này coi sao. Hình số 9, màu số 9. Đây, màu số 9 cho hình phong cảnh thì cái cảm giác của nó rất là nhẹ nhàng và các bạn có thể để ý là đối với cái dạng màu tương đồng thôi, what the hell. Áp vô đi em. Rồi, đó, thì đối với một dạng màu tương đồng kiểu như này này thì như mình nói rồi là với cái dạng màu mà nó hơi nóng quá như hồ màu số 8 vừa rồi á thì nhiều người đến tuổi ta không thích, nhưng mà với những cái nhóm màu mà nó tương đối nhẹ như thế này và những cái màu tương đồng mà hơi mát chút xíu á và nó trong nữa thì ai cũng coi được cả. Và mình cam đoan các bạn chụp ảnh chân dung có phong cảnh đi, các bạn sử dụng những cái bộ trong màu phim này 10 trên 15 các bạn sẽ sử dụng ok, 10 trên 15 cái reset. Rồi, đó là màu số 9 nè. Màu số 10 thì nó mát hơn so với màu số 9. Hai cái màu này nó khá là nó phản qua phản lại, với cái màu số 9 thì nó hơi nóng, còn màu số 10 thì nó thiên về lạnh nhiều hơn. Đó cho nên là đó nó khá là lạnh, nó hơi nó ám cái màu vô này. Thì đây mình sẽ để sang màu trong thì các bạn sẽ có một cái màu kiểu như này. Nó tương đối nhẹ thôi và nó làm cho cái hình ta nó vừa đủ chứ nó không có bị, nó không giống như là những cái bộ kiểu blend màu mà nó áp quá nhiều cho cái hình của chúng ta á. Thì cái hình của mình nó thành cái hình gì luôn chứ không phải là hình 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 mà mình chọn lúc đầu nữa. Mình hiểu cái là nó bị lỗi hay sao đó. Rồi mình reset và mình sẽ sử dụng màu số 10 đúng không? Màu số 10 đó, nó hơi lạnh chút xíu. Nhưng mà như các bạn thể thấy là tất cả từ màu số 1 tới màu số 10 từ nãy tới giờ á là hầu hết có thể là 8 trên 10 đó là mình tập trung mình giữ được cái chất của độ da khá là cao, cho nên là cái màu da, cho nên các bạn sử dụng cái này cho ảnh chân dung cực kỳ thoải mái, cái dễ dàng và nó không có bị giống như là những cái bộ màu reset gọi là các bạn share free ở trên mạng về chẳng hạn vậy. Rồi ok, màu số 11. Màu số 11. À, màu số 11 thì nó thiên khá là ok. Màu số 11 này mình sử dụng cho ảnh chân dung khá là ổn này. Tại vì nó làm cho hình của ta nó sáng hơn, màu nó cân bằng hơn và không có màu nào nó quá rực cả. Và làm cho hình ta rất là nhẹ nhàng. Như thế này thì mình cũng thích giảm cái clarity đi chút xíu. Nhưng đối với những cái màu nhẹ thì mình sẽ sử dụng cái level 0 này, màu trong và giảm clarity đi. Thì hình chúng ta rất là nhẹ nhàng với lại cái chất màu của nó hơi đổi nhẹ vừa đủ thôi để chúng ta có được cái ảnh hưởng khá là ok như thế này. Đó, đây là ảnh góc này, đây là ảnh sau khi chỉnh sửa. Mình có thể chỉnh sử dụng một cái hình khác chẳng hạn vậy. Như hình này đi, màu số 11 em ơi, lên. Đó, ok, thì như hình này thì contrast ở trong cái màu gốc nó khá là cao, cho nên là đây mình sẽ giảm contrast đi và tăng độ sáng lên chút xíu. Và mình sẽ để lại màu trong này. Nếu các bạn thích thì có thể glow chút xíu. Đó, thì hình chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó, đây là trước, đây là sau, trước, sau. Đó, hình chúng ta nó rất là nhẹ. Và những cái chất màu của màu xanh lá cây, màu vàng, màu cyan nó chẳng lẫn đi đâu được. Nó là cái chất của màu phim. Ok, màu số 12 nó thiên về tông nóng và ở đây đặc biệt cái là màu xanh lá cây và màu xanh lá cây ở đây ở trong cái tông này thì mình lại gần như là giữ cho nó rất là tự nhiên và nó sáng hơn chút xíu và mình không có làm gì nó đi. Mình sử dụng khá là ok cho những cái cảnh kiểu như này, màu số 12 đúng không? Màu số 12. Đó. Nó nhẹ nhàng vừa đủ thôi. À, như hình này đi, hồi nãy mình làm dìm cái màu số 8 ở đây thì phải, màu số 7. Đây màu số 12 này. Đó, nó khá là trong, rất là tự nhiên và đây, đây là trước này, đây là trước ha. Đây là sau, đây là trước, đây là sau, đây là trước, đây là sau. Các bạn thể cảm nhận được cái vấn đề màu màu xanh lá cây chúng ta nó chuyển sang cái tông rất là mát. Và cái tông này nó giống như kiểu là bạn chụp một cái cây thông
ở khu vực ở dưới đồng bằng, cũng là cảnh cây thông, nhưng mà bạn chụp trên Đà Lạt với lại cái cảnh cây thông chụp dưới đồng bằng nó sẽ rất là khác nhau, khi mà cái màu xanh lá cây nó khác nhau. Các bạn có thể cảm nhận được cái điều đó nếu như bạn nào chụp hình ở Đà Lạt á, các bạn sẽ cảm nhận được cái lá cây ở nó như thế nào á, thì cái màu số 12 này nó cho các bạn cảm giác y chang như vậy luôn á. Nó mát hơn, nó trong hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Rồi màu số 13 này lại quay trở lại với lại một cái màu mà như mình nói lúc đầu á, mình thích cái dạng nó hơi u ám chút xíu á, nó hơi u ám chút xíu á. Rồi màu trong mình sẽ để nó về màu trong đó, kiểu thế ta sẽ có kết quả như thế này. Màu u ám này mà dùng cho hình trẻ em thì nhìn nó ra cái gì nhỉ? u ám đúng không? Màu số 13 mình sẽ thử với lại ảnh kỷ yếu này đó, nó khá là chất, nhìn nó cũng xưa cũ đúng không? Rồi màu số 14 này, màu số 14 thì nó trong hơn và contrast cao hơn so với lại màu số 13, đơn giản nó là vậy thôi. Và màu số 15 đó, màu số 15 mình sẽ chuyển sang cái hình hình khác cho các bạn dễ hình dung. Màu số 15, 15 lệ, 15 lệ đó, nó nhẹ nhàng hơn, nó deep hơn so với lại cái màu hồi nãy. Hồi nãy mình nói với các bạn là cái màu nó matte á, của màu số 12 này, thì màu số 15 nó deep hơn rất là nhiều và nó nổi bật chủ thể nhiều hơn. Nếu như các bạn chụp mà nó tông, nó tương đối, các bạn muốn làm cho cảm xúc nó mạnh hơn chẳng hạn vậy, những cảnh hôn nhau kiểu như thế này này đó, thì mình thích những cái cảnh mà kiểu như là nó tùy các bạn thích kịch tính hay không. Như cái hình này bỏ lên nhìn nó hơi dị dị chút xíu, mình sẽ để chỉnh sang auto này, mình sẽ tăng sáng lên chút xíu và mình giảm chút xíu, ok nhìn nó ổn hơn rồi. Giờ nãy mới add vô nhìn nó kỳ kỳ thì phải. Thì đây có cái phần màu môi này nó hơi bị lỗi chút xíu, thì các bạn thể đây màu môi đó, phần màu môi này là xong. Khá là đơn giản. Thì ở đây nó có một vài cái lỗi thì có lẽ là mình sẽ fix và mình sẽ update dần dần, mình sẽ bổ sung thêm về những cái yêu cầu của các bạn, cho bạn nâng cấp của bộ phim preset này, có thể là 2 tháng hoặc là 3 tháng một lần chẳng hạn như thế. Thì trong quá trình trải nghiệm của các bạn, nếu các bạn có bất kỳ yêu cầu nào, các bạn bất kỳ cần sự hỗ trợ nào, các bạn có thể inbox ở trên fanpage của mình, toàn bộ thông tin mình sẽ ghi nhận lại, mình sẽ nâng cấp, mình sẽ hỗ trợ các bạn nhanh nhất có thể. Và đó là video giới thiệu về bộ phim reset cao cấp lên màu của mình và bộ phim reset lên màu cao cấp của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Khi này mình hơi bận chút xíu ở cái vấn đề mà mình sắp xếp lại công việc á. Mình nghĩ là mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho HP Photoshop, cũng như là đó là dành nhiều thời gian hơn cho các bạn để mà mình làm những cái video free, tại vì kỳ này mình đang hơi bận á. Đó thì mình đang sắp xếp dần dần. Và mình hy vọng là trong năm sau thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn với các bạn. Ok ha, bye bye, và đừng quên like, share, subscribe cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.